Xin chào toàn thể bác, ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên đường một trong những dòng sản phẩm bát 40, súp bát 40 trong phân khúc gia đình giá rất là mềm. Trong một anh khách hàng tên là Đức Kịnh sống tại Gia Lộc, Hải Dương. Đợt này thì anh Kịnh là một trong những bác khách hàng đã ủng hộ bên em một trong dòng sản phẩm đẩy liền vang DCX8 Plus của EB rồi. Mới cách đây khoảng tầm một tuần thôi thì anh lại liên hệ lại cho bên em và muốn thêm một con súp bát 40 nữa. Thì bên em có tư vấn cho anh một con B3-2020 này. Đấy, để nâng cấp những bộ dàn cao kê của mình lên nó chất lượng hơn. Và đối với dòng sản phẩm súp bát 40 hàng nội địa Trung, đặc biệt là con B3-2020 này thì bên em đang để cái mức giá là 3.350.000 đồng. Và giá đã bao ship code toàn quốc và hỗ trợ đầy đủ dây jack kết nối cho toàn thể bác này. Đấy, và đối với dòng sản phẩm này thì bên em đã có cho ra những cái video để mở nội thất này. Đấy, và cũng như là những cái video để test chất âm toàn thể bác rồi. Đấy, ngày hôm nay thì lên cái video nhanh, test nhanh cho anh Kịnh để anh nhận hàng có những cái video minh chứng giúp anh nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi anh toán đúng hàng, đúng chất lượng sản phẩm và đúng những gì em nói trên video thì anh nhận hàng thanh toán giúp em. Một trong những bác khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Huy Hoàng Audio chúng em thì em cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe này và cũng như là có những sự trải nghiệm tốt nhất đối với những dòng sản phẩm này mà bên em đang phân phối và cho ra ngoài thị trường. Và đối với dòng sản phẩm B3-2020 này thì bên em đã có phân phối rất là nhiều và đặc biệt đây là một trong những dòng sản phẩm súp bát 40 mà bên em đang bán rất là chạy, cực kỳ là chạy luôn các bác nhá. Đấy, chỉ đứng sau những dòng sản phẩm 1520 Pro của EB Pro thôi. Đấy, và đối với những dòng sản phẩm này thì chất âm của nó cho ra cực kỳ uy lực. Đấy, cái thứ hai của nó là cái chất âm của nó cho ra cũng rất là sạch và rất là sâu. Đấy, tạp âm thì cứ rất là ít thôi. Và con này thì sử dụng cho mình là nguồn xuyến đồng 100% rồi. Đấy, tất cả là nguồn xuyến đồng 100% các bác nhé. Đấy, và là con súp điện nai hơi. Con này thì các bác chơi được cả đường điện và cả đường hơi nên các bác hoàn toàn yên tâm và rất là tiện lợi khi sử dụng này. Và công tắc đảo pha đầy đủ này, volume cắt tần số đầy đủ cho toàn thể bác luôn. Con này thì có một cái lá tản nhiệt rất là to. Đấy, cực kỳ to nên các bác hoàn toàn yên tâm khi đánh những con này trong khoảng thời gian dài thì quá thoải mái rồi. Đấy, model là B3-2020, công suất của con này là 950W. 950W súp điện này hơi là quá là tuyệt vời rồi các bác nhá. Đấy, nguồn xuyến đảm bảo toàn thể bác luôn. Đấy. Và con này thì nó nặng dao động khoảng tầm 32 đến 35 cân. Đấy, là bên em đã đóng gói kỹ càng vào thì nó đang dao động từ khoảng 35 cân. Đối con này rất là nặng, bát 40. Đấy, một chút nữa thì bên em sẽ cho test một cái đoạn nhạc ngắn để các bác có thể biết được cái chất âm cho ra của dòng sản phẩm này. Đấy, thì thay mặt Huy Hoàng thì bên em lại cảm ơn anh Kịnh rất là nhiều. Đấy, và các bác nào mà có muốn bên em tư vấn về những dòng sản phẩm này hay những dòng sản phẩm nào để nâng cấp những bộ dàn cao kê của mình lên thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết. Đấy, và đặt hàng trong dịp đầu năm này đang có rất nhiều những chương trình giảm giá khuyến mãi rất là sâu đấy các bác nhé. Đấy, đối với những dòng sản phẩm này. Đấy, B3-2020 bát 40 sơn sần màu đen các bác nhé, sơn sần này. Đấy, rất là nặng luôn. Con này thì ở phần trên thì sẽ có một cái phần cọc để các bác cắm những cọc loa full này, rất là tiện lợi. Các bác nào mà chơi những cái dòng là sản phẩm loa full thì có thể cắm ở đây. Đấy, rất là gọn và cũng như là rất là tiện lợi thôi. Đấy, đợt này thì dòng sản phẩm B3-2020 này thì bên em về khá là nhiều. Đấy, khá là nhiều. Các bác nào mà muốn bên em tư vấn và đặt hàng cách nhanh chóng nhất thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc số Zalo 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết các bác nhé. Đấy, và không để các bác chờ lâu thì bên em sẽ test thử một cái đoạn nhạc ngắn này để các bác biết được cái chất âm của nó cho ra như thế nào các bác nhá. Đấy, test độc súp thôi, bên em không qua loa đâu. Đấy, con này thì bên em test độc súp thôi. Các bác đợi em chút, nó đang quảng cáo. Ok. Đấy, các bác có thể đeo tai nghe vào để có thể thưởng thức cái chất âm của nó một cách chi tiết nhất và chân thực nhất các bác nhá. Đấy, đối với dòng sản phẩm này thì bên em thường thường test trực tiếp chỉ có con súp thôi. Chỉ con súp thôi để các bác có thể nghe được và thưởng thức được cái thẩm cái chất âm của nó. Quánh rất là chắc. Đây là em mới cho cái volume của nó là khoảng 12 giờ các bác nhá. 12 giờ này. Volume tần số là chỉ cho đến khoảng tầm 7 giờ thôi. Đấy, và volume chân đẩy này. Volume chân đẩy khoảng tầm 10 giờ. Đấy. Mà nó đã quánh rất là lực cái này rồi. Sản phẩm súp bát 40 trong cái phân khúc tầm vừa tiền khoảng 3 triệu đổ về
thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời toàn thể bát B3 2020, bát 40 chân âm rất là tuyệt vời, giá đang là 3.350.000 đồng đấy. Và các bác nào mà đang lấy cái dịp thời điểm hiện tại này thì giá nó đang dao động từ khoảng 3.250.000 đến 3.300.000 các bác nhé. Đấy, nếu các bác nào ở gần thì sẽ có những cái mức giá nó mềm hơn ở trong cái dịp chiên khách hàng này. Và thường thường thì những dòng sản phẩm này thì nó đang dao động từ khoảng mức giá 3.300.000 đồng. Đấy, các bác nào mà sở hữu những dòng sản phẩm này thì để muốn nâng cấp những bộ dàn karaoke lên thì có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại, số Zalo của bên em để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng cách nhanh chóng nhất. Đấy, và video ngày hôm nay khá là dài rồi, và xin chào tuần này các bác, hẹn các bác những video sau. Xin chào tuần này các bác.